cơ số 6 lê 7 6 1 5 7 0. Khi các bạn trẻ quyết định lựa chọn một cái nghề gì đó để học và có cái cơ hội để khởi nghiệp và phát triển bản thân thì sẽ có hai tiêu chí mà chúng tôi sẽ tư vấn cho anh chị, các bạn và các em. Đầu tiên đó là cái tiêu chí cái địa chỉ nơi đào tạo có uy tín, đội ngũ giáo viên, giảng viên có những cái trình độ chuyên môn cao và có những cái bộ giáo trình mang tính ứng dụng tốt. Và đặc biệt với hình thức học nghề thì cái môi trường đào tạo cực kỳ quan trọng, kèm theo đó là cơ sở vật chất, điều kiện để chúng ta có thể học và trải nghiệm. Học viện ICOBI Phú Sơn chúng tôi liên tục tuyển sinh các cái khóa đào tạo chuyên ngành về kỹ thuật sửa chữa máy photocopy với hai hình thức, đó là đào tạo trực tiếp tại địa chỉ văn phòng 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Hình thức thứ hai đó là chúng tôi đào tạo từ xa với bộ giáo trình được đóng gói bằng bộ video giúp cho học viên của chúng tôi đa dạng cái sự lựa chọn. Anh chị và các bạn có thể ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Việt Nam, thậm chí là những học viên của chúng tôi ở rất xa, là người Việt công tác tại nước ngoài, làm những cái dự án tại nước ngoài cũng có thể tham gia những cái khóa học từ xa của ICOBI Phú Sơn chúng tôi. Và chúng tôi tự hào là một trong những học viện hàng đầu tại Việt Nam đào tạo chuyên ngành kỹ thuật sửa chữa máy photocopy. Anh chị và các bạn cũng có thể trải nghiệm những cơ sở vật chất của chúng tôi đa dạng về chủng loại, mẫu mã, máy móc để học viên có thể trải nghiệm và thực hành thực tế học nghề. Cái điều kiện giúp cho chúng ta có cái tay nghề vững vàng và đạt hiệu quả cao nhất đó là môi trường đào tạo, cơ sở vật chất tốt và nhiều cái thiết bị để chúng ta có thể trải nghiệm, thực hành trong quá trình chúng ta học. ICOBI Phú Sơn chúng tôi có một cái kho máy rất lớn với rất nhiều các cái chủng loại, các cái mẫu mã, các cái nhãn hiệu máy đang thịnh hành tại thị trường Việt Nam để học viên có thể trải nghiệm và thực hành thực tế trên những cái mẫu mã, những cái model máy. Thậm chí có những cái máy rất là đắt tiền, chúng tôi ngoài đào tạo còn nhập khẩu và phân phối máy toàn thị trường Việt Nam với rất nhiều những cái nhãn hiệu mà anh chị và các bạn bắt gặp. Máy bãi đã qua sử dụng nước ngoài và những cái máy mới còn đóng thùng chúng tôi nhập về với công hàng số lượng 4 đến 5 công hàng trên tháng. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ có những cái hình thức học trực tiếp, trực quan với cái hình thức đó là đào tạo kèm trực tiếp 1-1 giúp cho các bạn chỉ cần bỏ thời gian từ 1 cho đến 3 tháng để có một cái nghề. Các bạn bắt đầu định hình bản thân và phát triển cái sự nghiệp vững vàng sau này. ICOBI Phú Sơn tự hào là một trong những học viện hàng đầu tại Việt Nam đào tạo chuyên ngành lĩnh vực kỹ thuật máy photocopy. Anh chị và các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 0964405366 để nhận những cái tư vấn về nghề, về thị trường máy móc từ chúng tôi và những cái tư vấn hỗ trợ kỹ thuật khi mà anh chị và các bạn làm nghề gặp những khó khăn thì chúng tôi cũng tư vấn chia sẻ kỹ thuật giúp cho anh chị và các bạn có thể làm tốt cái công việc của mình. Trên kênh YouTube Phú Sơn chuyên đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photocopy, chúng tôi phát hành liên tục những video hướng dẫn chia sẻ kỹ thuật. Anh chị và các bạn có rất nhiều những cái thông tin để có thể tìm hiểu cái thương hiệu, nhận diện thương hiệu và những cái sản phẩm của chúng tôi. Đó là anh chị vào search Google máy photo Phú Sơn hoặc YouTube Phú Sơn chuyên đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photocopy. Ngoài ra anh chị và các bạn có thể truy cập vào website copy.com.vn. Nếu anh chị và các bạn, những người sinh sống và làm việc ở những cái tỉnh thành phía Bắc có thời gian, rất vui được mời anh chị và các bạn đến tham quan
cơ sở vật chất và nơi chúng tôi đào tạo những học viên chuyên ngành tại địa chỉ 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.